Thân chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với con lớp. Ở trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn style layout cho cái phần banner các bạn nhé. Rồi đầu tiên thì mình cần lấy cái mã màu này và mình set được cái background cho cái toàn bộ banner này. Các bạn chuột phải giúp mình này, inspect lên. Và mình sẽ đánh một cái color bất kỳ các bạn nhé. Đây color ví dụ hoa này, sau đấy là kiểu red chẳng hạn. Sau đấy mình đưa vào cái màu này, mình kích chuột trái. Mình chọn vào cái bút chọn màu này các bạn này. Eyedropper ấy, đúng không ạ? Kích vào đây. Các bạn đưa vào cái khu vực banner màu này, kích vào. Kích vào trái bạn nhé. Các bạn sẽ lấy được cái mã màu của nó là F4, F9, FC đây. Mình Ctrl C nhé. Đấy, và mình vào trong cái code của mình này. Các bạn mở to ra. Vào trong cái file index.css. Bạn Ctrl F giúp mình. Xem cái mã màu này có chưa? Chưa có bạn nhé. Cái này là do mình setup thiếu ạ. Thì các bạn chưa có thì các bạn gì kéo lên trên giúp mình cái phần rút đấy đây ạ. Các bạn thêm cho mình một cái gì trừ trừ color. Color là gì ạ? Là gray. Cái này cũng không hẳn gray đâu các bạn ạ. Gray hoai các bạn nhé. Pha trộn đấy. Thì hai chấm này sẽ bằng cái mã màu mình có copy là gì? F4, F9, FC nhé. Thì cái này thì mình sẽ deploy cái code này lên để các bạn gì tự động lấy, hoặc là các bạn có thể gì đánh lại giúp mình thăng F4, F9, FC nhé. Rồi, sau khi có mã màu rồi thì mình bắt đầu style cho một banner. Mình sẽ copy cái phần này. Mình enter xuống nhé. Và đây là gì? Start banner. Ở phần style đấy nhé. Và phần này là gì? End banner. Thì sau này khi các bạn phần nào bug ấy, các bạn sẽ vào chính phần đấy các bạn xử lý luôn nhé. End banner. Đấy. Rồi ở start banner đầu tiên mình sẽ set được cái background cho cái thằng full đây. Các bạn chuột phải giúp mình này. Chuột phải ở đây nhé. Chuột phải này inspect lên. Và các bạn đưa vào cái phần gì? Phần banner full này. Đúng không? Thì bạn thấy không? Banner full là gì? Nó sẽ full cả màn hình nhá. Đây. Cái background nó sẽ full cả màn hình đúng không ạ? Còn cái phần container này là nó giới hạn rồi. Cho nên các bạn phải đưa cái background vào trong cái banner full này đúng không ạ? Ctrl C này. Các bạn có thể background ví dụ như là gì màu red chẳng hạn nhé. Đây các bạn thấy không? Nó sẽ full luôn đúng không? Đấy thì mình sẽ chọn cái banner full này. Chấm. Mình có background là mình dùng cái hàm va bạn nhé. Và đưa vào đây là trừ trừ color đúng không ạ? Và gray hoai ạ. Đấy, xong các bạn loát lại trang này. Bạn thấy là mình đã nhận được cái màu đấy không? Cái màu này các bạn nó hơi, nó các bạn nhìn kỹ thì nó không phải màu trắng, không phải màu, nó màu hơi nhạt nhạt bạn em đây này. Màu nhạt nhạt đúng không? Đấy thì mình đã có cái background ok rồi. Tiếp theo thì gì? Mình sẽ phải style layout bạn nhé. Thì các bạn phải làm từng bước một thôi. Layout thì bạn chú ý là gì? Cái thằng hình ảnh này và cái thằng này nó nằm trên cùng một hàng đúng không? Đây này. Mình có cái gì thằng hình ảnh và cái thằng bên phải nằm trên đồng hàng. Mình sẽ chuột phải vào cái khu vực của mình nhá. Select lên. Đây các bạn có là cái phần hình ảnh là đây, deep hình ảnh này. Các bạn nhá, có deep hình ảnh này và cái deep của cái thằng content này nó nằm trên cùng một hàng nhá. Nhưng hiện tại đang nằm trên hai hàng khác nhau. Bởi vì nó là thẻ deep đương nhiên nó là trên hai hàng các bạn nhá. Cho nên để nằm trên một hàng thì các bạn chọn cho mình cái thằng bao ngoài của nó là banner này, chấm banner. Đúng không? Và các bạn deep lên flex đi. Flex. Đấy. Thì nó sẽ nằm trên đồng hàng thôi, đúng không? Đây, các bạn thấy không? Mình sẽ chọn chấm banner. Và deep lên flex. Và mình đã điều khiển được nó trên cùng một hàng đúng không ạ? Đây.